Hi, xin chào. Ngày hôm nay chúng sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một bộ thư viện mới, đó là bộ 3D Title Motion Pro Pack 1. Đây là bộ thư viện dành cho phần mềm lắp Tiler phiên bản 13 Ultimate. Thì cái bộ thư viện này đang trong quá trình xây dựng, cho nên ngày hôm nay Dũng sẽ giới thiệu đến các anh chị một số những cái tính năng của nó để chúng ta biết được là cái bộ thư viện này nó có những cái ưu điểm gì, có những cái gì hay để chúng ta biết được. Thì cũng là một cái phần Dũng giới thiệu để các anh chị có thể là xem qua, sau đó chúng ta có thể góp ý cho cái bộ thư viện này để nó sẽ có những cái tính năng tốt hơn, những tính năng phù hợp hơn đối với anh chị. Vậy thì bây giờ Dũng sẽ giới thiệu cho anh chị từng phần trong cái bộ thư viện này để chúng ta thấy được là cái hiệu quả của bộ thư viện nó ra làm sao. Thì cái bộ thư viện này được tạo ra dựa trên một số những góp ý của rất là nhiều khách hàng đã gọi điện cho Dũng nói hỏi về việc tại sao chúng ta không có những cái phần mà giới thiệu hay là hướng dẫn hay là những bộ thư viện liên quan đến chủ đề chuyển động, keyframe cho những cái chuyển động cho chữ hay là những cái chất liệu. Thì ngày hôm nay Dũng sẽ giải quyết vấn đề đó cho anh chị bằng cái bộ 3D Title Motion Pro Pack 1. Thì bây giờ cái bộ thư viện đó thì sẽ có một cái file review giúp cho anh chị nhìn ở trên website, các anh chị sẽ thấy được rất là nhiều cái chuyển động của nó. Wow, rất là nhiều chuyển động. Khi chúng ta nhìn, các anh chị thấy là có là chuyển động về falling, là rơi xuống, bay, rơi xuống. Thì chúng ta có mỗi một cái kiểu style nó sẽ có 8 cái chuyển động khác nhau. Ví dụ như ở đây các anh chị thấy trên màn hình nó có falling là rơi xuống, thì chúng ta sẽ có là falling 1 cho đến 8. Thì nó sẽ có các cái chuyển động khác nhau để các anh chị nhìn thấy được những cái chuyển động của nó. Và tiếp theo chúng ta có cái hiệu ứng là pen, là nó chạy ngang. Thì ở đây thì có rất là nhiều các góc pen khác nhau để cho các anh chị đỡ cần phải mất thời gian để tạo nó. Thì những cái cơ bản này để cho chúng ta thấy được là chúng ta thể chèn nó vào trong cái project của chúng ta nhanh chóng, dễ dàng. Đấy, zoom in. Đấy, chúng ta có zoom in. Đấy, các kiểu hiệu chữ rất là đẹp. Những cái kiểu chữ này đã được tạo các cái chuyển động sẵn rồi, các anh chị không cần phải ngồi keyframe nó mất thời gian nữa, mà chúng ta chỉ việc đưa trong cái project giống như cái bộ 3D Pro Library. Thì các anh chị, một số anh chị đã sử dụng bộ 3D Pro Library rồi, thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta đưa vào bằng cái gì ạ? Bằng phím Ctrl M. Đấy, chúng ta sẽ add vào trong cái library của chúng ta, add vào trong cái project của chúng ta rất là nhanh chóng bằng phím Ctrl M ha. Thì tương tự bộ 3D Title Motion Pro này nó cũng như vậy. Đấy, thì ở đây Dũng đã tạo ra cho các anh chị rất là nhiều các cái style sẵn rồi, chúng ta chỉ việc đưa vào thôi. Bây giờ Dũng sẽ thử nghiệm cho chúng ta thấy được cái hiệu quả của nó. Ví dụ ở đây chúng ta chọn một cái chuyển động nào đi. Ví dụ như chuyển động để thấy có một chuyển động. Ok, chuyển động Falling 2 đi. Đấy, chúng ta chọn Falling 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ mở lại cái project của chúng ta, xóa đi hai cái không cần thiết, sau đó Ctrl M. Đấy, các anh chị chỉ việc vào personal, chúng ta sẽ chọn cái phần là 3D Titan Motion Pro Pack 1, sau đó các anh chị chọn cái là Falling 2. Thì đối với trên Black Tiler chúng ta không nhìn được chuyển động, do nên Dũng phải làm một cái bộ là bộ trên website để chúng ta nhìn cái chuyển động của nó nhanh hơn để chúng ta thấy đúng cái hiệu quả. Sau một thời gian chúng ta dùng quen rồi thì các anh chị thấy được những cái chuyển động này nó quen thuộc rồi, chúng ta chỉ việc nhìn cái hình mà Dũng đã chụp ở đây. Cái hình này là hình để giúp cho anh chị thấy được là cái chuyển động nó như thế nào thôi. Ví dụ chọn là Falling 2. Thì ngay lập tức trên timeline của anh chị sẽ có một cái chữ Title Motion Pro add vào bên trong project của chúng ta. Đấy, rất là dễ dàng, đã tạo sẵn cái keyframe chuyển động, rotation, position cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ việc thay chữ, ví dụ như muốn thay chữ gì đó chúng ta bấm Ctrl A. Đấy, hoặc là trên bản 13 nó có sẵn ở đây là các kiểu train on phong và train text. Đấy, chúng ta kích vào đây, chúng ta chọn là ví dụ như Black Tiler 13 Ultimate, bấm OK. Đấy, ngay lập tức nó sẽ tạo cho chúng ta. Còn khi mà cái phông chữ nó xuống nó to thì các anh chị chỉ việc lấy font size chúng ta kéo nó nhỏ lại một chút. Đấy, thì ngay lập tức chúng ta có một cái chuyển động. Tương tự chúng ta chọn chuyển động tiếp theo, chuyển động khác. Ví dụ chúng xóa cái chuyển động đi. Ctrl M chúng ta đưa vào. Ví dụ như chọn là Falling 8 đi. Đấy, các anh chị đưa vào. Wow, nó chạy rất là đẹp.
Đấy, thì khi chúng ta đưa các cái chữ chuyển động vào thì các anh chị hoàn toàn thay đổi. Chúng ta sẽ thấy à, cái rotation này chúng ta muốn quay phía bên kia thì chúng ta chỉ việc đảo ngược lại thôi. Thì ngay lập tức nó sẽ đảo ngược lại cái rotation cho chúng ta để tạo được các cái hiệu ứng, hiệu quả đặc biệt khác nhau. À, thì Dũng sẽ nói chi tiết về cái phần chuyển động sau. Đây là những cái có sẵn chúng ta đưa vào. Thì để làm sao mà khi mà chúng ta đưa vào chúng ta tạo được những cái chất liệu cho nó nhanh chóng, thật là đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ kích vào cái phần là Object Border. Đấy, khi kích vào chúng ta thấy wow, ở đây rất là nhiều. Chúng ta thấy lúc đầu chúng ta sử dụng Block Tailor, các anh chị thấy không? Chúng ta chỉ có những cái style cơ bản của Block Tailor thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta tạo cho các anh chị quá nhiều những cái style rất là nhiều. Đấy, từ bevel, từ stroke, rồi bóng shadow, rồi những cái đường viền hoặc glow. Đấy, mọi thứ đã tạo cho chúng ta từng tông màu khác nhau, rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể sử dụng ngay những cái này một cách nhanh chóng mà chúng ta không cần phải đi tìm kiếm chất liệu, các cái tư liệu ở đâu nữa. Đấy, rất là dễ dàng. Bây giờ Dũng thử ép một cái chất liệu vào cho anh chị ha. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ ép vào một cái chất liệu, ví dụ như là một chất liệu vàng. Kích vào. À, chúng ta có ngay một cái đường viền ở đây. Sau đó chất liệu phía trước chúng ta sẽ chọn Trim Texture, chọn một cái phía đằng trước. Hiện tại ở trên phiên bản Block Tailor thì chưa có khắc phục được cái phần là chúng ta ép cái chất liệu, có nghĩa là chúng ta đưa các cái chất liệu vào phía trước bằng những cái style. Bởi vì hiện tại là chúng ta đã đưa được vào nhưng mà chúng ta sử dụng cái là Reset này. Nhưng mà khi mà các anh chị đưa vào ấy, nó gặp một cái vấn đề là nó sẽ bị hỏng mất các cái keyframe của chúng ta. À, ví dụ như ở đây, các cái style chúng ta sẽ chọn style Lost Reset, chúng ta chọn các style này. À, thì ngay lập tức nó sẽ mất cái keyframe của chúng ta. À, thì hiện tại thì sẽ có những cái phiên bản sau, Dũng sẽ góp ý bên hãng để họ chỉnh sửa sao cho phù hợp. Đấy, còn ở phần này chúng ta chỉ việc Trim Texture, chúng ta chọn một cái là Blur đi. À, cho mà rồi ok. Đấy, các anh chị có ngay cái chất liệu rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì cái chất liệu này chúng ta muốn sáng hơn nữa thì các anh chị chỉ việc chọn là Lighting. Đấy, chúng ta cho sáng lên trừ 2 chẳng hạn. Đấy, và tạo thêm một cái đường viền nữa cho nó đẹp. Ừ, chọn một cái đường viền nào. Ok, thêm cái đường viền nữa. Chúng ta thấy không? Ok, rất là đẹp. Đấy, các cái chất liệu, các chất liệu của chữ. Đấy, chúng ta để quay chúng ta xem. Đấy, rất là đẹp. Đấy, thì mọi chuyển động mà chúng ta có thể là quay các cái góc quay để chúng ta thấy được cái chuyển động của nó. Đấy, được chưa? Chúng ta có keyframe. Đấy, mọi thứ đã được key sẵn rồi. Tương tự, ví dụ Dũng lấy một số những cái style khác. À, chúng ta để tạo, chúng ta tạo chất liệu chúng ta cho nó quen, ví dụ như là pen ở đây. Đấy, chúng ta sẽ thấy chữ về, chúng ta có cái chữ này, chúng ta có thể là tạo một cái bevel nó dày lên một chút, ví dụ như chất liệu về kim loại bạc đi. Đấy, các anh chị thấy không? Đấy, cái chất liệu bạc rất là đẹp. Rồi, phía trước thì chúng ta cũng lấy một cái chất liệu bạc. Đấy, mọi cái nó dễ dàng hơn. Rồi, ok. Về chất liệu phía trước thì chúng ta có thể tăng sáng lên một chút cho nó on keyframe, tăng sáng lên. Đấy, làm cho xóa này đi. Ok, được chưa? Rất là đẹp. Và chúng ta tạo một đường viền cho nó. À, viền chúng ta cũng lấy một cái stroke màu bạc cho nó đẹp. Ok. Đấy, các anh chị thấy không? Đấy, chúng ta có hai cái đường rồi. Rồi, thì khi hai cái điểm bevel này giao nhau, chúng ta có một cái bóng thì nó sẽ nổi bật cái chữ lên. Thì bằng cách là cũng là cái chữ đó, các anh chị kích vào cái phần Object Border này, chúng ta sẽ chọn là Shadow. Đấy, vào cái phần Shadow này chúng ta phải kích vào cái đuôi cuối để chúng ta đẩy nó lên cao một chút, để nó đẩy phía lên trước. Đấy, chạm một chút. Rồi, size chúng ta cho nhỏ. Đấy, rồi về Intensity chúng ta cho 40. Đấy, thì các anh chị sẽ thấy nó có một cái đường viền tạo ở đây, nó tạo cái độ gờ nổi nó rất là đẹp. Thay vì nếu mà chúng ta không có cái này, chúng ta thấy ạ,
Đấy, nó mất đi cái độ thật và cái độ nổi của chữ. Đấy. Ok, tiếp theo các anh chị có thể add thêm một số những cái giống như là glow, ví dụ như chúng ta chọn là glow ánh sáng lên một chút, ví dụ như là ánh sáng xanh lên. Đấy, ok, khá là đẹp, tuyệt vời. Đấy, chúng ta sẽ chọn đây thì có size cho to nhỏ tùy chúng ta. Ok, chúng ta có thể đúp cái glow này lên. Đấy, các anh chị có thể là đẩy nó lên trên một chút. Đấy, có rất là nhiều cái kiểu style khác nhau, chúng ta đẩy sát này. Rồi, chúng ta cho size nó nhỏ đi chút này, hơi glow. Đấy. Ok, chúng ta sẽ đổi màu. Có rất là nhiều cái style chúng ta phải thay đổi làm sao cho nó phù hợp. Đấy, cho màu trắng này. Ok, như vậy là chúng ta có một cái style. Đấy, sau khi xong sao chúng ta muốn như chữ đằng trước này nó đổi màu khác cũng được. Chúng ta chọn là color. Đấy. À, chúng ta nhớ là chọn on keyframe nhé, chúng ta đổi màu. Đấy, rất là dễ dàng. Blue. Ok, xóa đi. Được chưa? Sau khi xong sao các anh chị có thể chọn cái group để chúng ta quay. Ví dụ như là đấy, group này, quay góc này, quay góc này. Đấy, chúng ta muốn nó đi góc nào nó chạy. Cái này xóa đi. Chạy. Được chưa? Chúng ta hoàn toàn thay đổi được các góc. Rất là dễ dàng. Chữ ở đây thì chúng ta chỉ việc đẩy cái position cho nó đi sâu vào bên trong thôi. Đấy. Rất là dễ dàng. Ok. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái style chữ tương tự các cái style khác. Ví dụ chúng ta có thể là tạo đây, ví dụ như là thử tạo một cái liên quan đến wedding ha. Đấy, chúng ta sẽ Ctrl M chọn cái style nào. Chúng ta sẽ chọn một cái style zoom out ra nó nhẹ nhàng một chút. Ok, zoom out một. Zoom out một. Rồi, ok, chúng ta play. Rồi, sau đó chúng ta thay chữ wedding. Tất nhiên là sẽ đổi phông chữ khác rồi. Chúng ta tìm cái phông chữ nào. Đến cái phông chữ nó gần nổi một chút. Ok, phông chữ này đi. Để cho các anh chị thấy được cái đường viền nó sẽ đẹp hơn. Full size chúng ta sẽ tăng cái chữ nó to lên. Ok, chúng ta bấm play. Đấy, như vậy là chúng ta có ngay một cái style chữ, không cần phải keyframe, không phải làm cái gì cả, chúng ta đã có một cái chuyển động cho chữ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc tạo chất liệu cho nó thôi. Chất liệu thì sao? Việc đầu tiên tạo cái đường viền cho nó, viền vàng này. Được chưa? Rồi, tiếp theo cái mặt phía trước này chúng ta cũng thay đổi chất liệu này. Trên effect này chúng ta chọn ở đây, chúng ta sẽ chọn cái này. Ok. Đấy. Rồi, đường viền nữa, chúng ta tạo cái đường viền nữa. Đường viền chúng ta lấy một cái đường viền chất liệu này đi. Ok, các chị thấy chưa? Wow, chất liệu lên rất là đẹp. Đấy, chúng ta thấy không? Rất là đẹp. Rồi, thì tương tự nếu mà chúng ta muốn cái bóng nữa để nó nổi bật cái đường viền lên, chúng ta sẽ key một cái điểm, ép thêm cái điểm border đen. Chúng ta sẽ chọn nó, sau đó chọn cái tính năng cuối cùng chúng ta đẩy nó lên trên. Đấy. Nhớ là khi đẩy lên thì các anh chị cho nó nhỏ xuống thôi, đừng để nó che quá. Đấy, cái chữ của chúng ta sẽ có độ chiều sâu hơn. Ok. Thì khi đó chúng ta muốn các cái đường viền này nó xoay tròn để chúng ta tạo được cái chất liệu của nó, thì các anh chị phải làm sao? Chúng ta sử dụng cái reflection rotation để chúng ta key một cái điểm, chọn on layer. Đấy, chúng ta key để cho cái điểm key nó sẽ chạy. Đấy, khá là đẹp. Được chưa? Đẹp, long lanh. Rồi, ok, khi đó chúng ta có thể làm chuyển động một chút. Rồi, chúng ta sẽ dùng rotation để quay cái group này một chút. Được chưa? Ra đây chúng ta sẽ quay chút. Đấy, chúng ta bấm play.
Được chưa? Wow, cái chất liệu nó phản xạ rất là đẹp. Đó, đấy là những cái mà chúng ta có thể tạo ra được các cái chất liệu rất là dễ dàng từ cái bộ thư viện 3D Titan Motion Pro. Thì cái bộ này nó vừa tạo chuyển động và nó sẽ ép thêm cho các anh chị rất là nhiều cái chất liệu để chúng ta đưa các cái chất liệu này vào làm sao cho nó phù hợp, tạo những cái chất liệu đẹp nhất cho cái chuyển động chữ, các cái tiêu đề chữ của chúng ta. Thì ngoài ra thì cái ở trong cái bộ này Dũng sẽ tạo cho chúng ta thêm một cái phần là 3D Title Motion Pro Bonus. Một số anh chị đã sử dụng bộ 3D Pro Library, chúng ta thấy nó có cái phần là template mix, là Dũng đã dùng những cái tư liệu đó mix thành những cái template cho các anh chị để chúng ta có thể sử dụng ngay. Thì tương tự bộ 3D Bonus này Dũng cũng tạo ra những cái style, thì hiện tại nó đang ở trong cái quá trình xây dựng thôi, thì Dũng sẽ cố gắng tạo nhiều cái style mẫu tạo sẵn cho các anh chị để chúng ta có thể áp dụng vào trong những cái tiêu đề chữ, cho những cái chương trình sự kiện, hoặc là chúng ta sẽ tạo được những cái chữ trong những cái chương trình quảng cáo để làm sao chúng ta tạo cái chữ chất liệu mà đẹp nhất, chuyển động mà tốt nhất. Thì chúng ta sẽ có những cái template mix ở đây là Dũng sẽ đặt là bonus để cho ngay chị sử dụng ngay. Đấy, ví dụ như chúng ta sử dụng cái này, chúng ta thấy ok, chúng ta chỉ mở cái việc cái mở cái này ra thôi. Đấy, là anh chị luôn có. Đây, chúng ta Ctrl O ha, mở cái title này lên. Đấy, thì ngay lập tức chúng ta có cái style đó luôn rồi. Cái việc của chúng ta chỉ việc Ctrl A và đổi chữ. Đấy, block title 13 phần rồi đi. Rồi, ok. Thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi cho chúng ta. Đấy, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Chúng ta bấm play. Chất liệu đẹp. Tương tự, đấy, chúng ta có những cái style khác. Tương tự, chúng ta có những style wedding. Đấy. Tương tự, đấy, có các cái kiểu bay khác nhau. Đấy, rất là đẹp. Đấy, tương tự. Ở đây. Đấy, thì hiện tại là Dũng đang đưa những cái style này vào để tạo rất là nhiều cái mẫu để cho anh chị sử dụng sẵn. Ngoài việc sử dụng sẵn đó thì chúng ta sẽ sử dụng trên những cái chuyển động mà được tạo sẵn như này, chúng ta tạo được cái nhiều mẫu. Thì trong cái phần này Dũng chỉ giới thiệu cho anh chị là cái quá trình nó làm như thế này và các cái mẫu nó sẽ hoạt động như vậy. Nếu các anh chị có những ý tưởng hay hay có những cái góp ý đóng góp để cái bộ thư viện này nó hữu ích và nó đúng với những nhu cầu sử dụng của anh chị hơn thì chúng ta comment phía dưới. Khi chúng ta comment phía dưới về những cái ý tưởng hay những cái đóng góp gì đó, Dũng sẽ dựa trên đó, Dũng sẽ điều chỉnh lại cái bộ thư viện sao cho phù hợp để cố gắng để khi nó phát hành nó sẽ đúng với những cái mục đích nhu cầu sử dụng của anh chị hơn. Cái này làm behind the scene chắc vui á. Cũng to. Cũng nghe lắm. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu một cái sản phẩm mới. Đây là một sản phẩm là 3D Title Motion Pro. Một cái sản phẩm mới nghĩ ra ý tưởng này khi mà một số anh chị và các bạn có rất là nhiều